Kênh Thanh Thủy Dương Lan Bồ Đôn xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì có các chú bộ đội cùng ghé thăm vườn, xem vườn lan của nhà vườn, cùng quay cho mọi người xem lan và xoay cho mọi người xem các chú bộ đội Việt Nam. Hôm nay các chú cho các chú lên xem vườn lan. Hôm nay lai người cái này từ đây cậy. Thơm lắm. Thơm thật. Ui cái này to thế này, cái này to thế này. Được lòng nhân dân, nghĩa tình mãi luôn đậm sâu. Bộ đội Cụ Hồ đâu giá chi gian khổ, lội suối băng rừng giữ vững lòng kiên trung, bền chí bền gan dũng cảm và quyết chí. Trước mặt quân thù không hề biết chùn chân. Bộ đội Cụ Hồ luôn lập nhiều chiến công để vẻ vang thêm tự hào cháu con của người, là người bộ đội nhân cách luôn gìn giữ, hiểu thấu con đường đang cách mạng giao cho, tình cảm quân dân luôn luôn là tiêu chí, thời chiến thời bình vẫn luôn giữ kỳ cương. Quân đội Việt Nam noi theo tấm gương của người, học người vì dân quên đi bản thân mình, lời người năm xưa có dân là có tất cả, tất cả vì dân có khăn gì cũng vượt qua. Bộ đội Cụ Hồ qua bao cuộc biến dâu luôn mang trên vai nhiệm vụ bác giao lại đây, học tập rèn luyện hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp, quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin. Nùi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nhánh cốc hả? Đây, một cây này 8 nhánh hoa. Quá đẳng cốc này, tìm kia, toàn giả hạn chưa? Xịn đấy. Cho quân chắc cầu mùa đầy để biếu. Đẹp mà ngon tất cái. Hai dễ đâm ra. Hoa này nó thơm mày. Quá đỉnh anh bạn à. Quá đỉnh. Thơm nồng luôn á. Đã thì đây tôi nhúng nhúng Đức sai bằng trâu này. Cái trọng đẹp thế này mà. Nó mọc cả cây luôn. Cây nó mọc. Cây nó nhầm. Lên lầu để anh ta đến
Đó là cây tây nhìn đây. Thích nhỉ. Băng cũng đẹp hả? Đó. Cái này là kiếm này. Băng cũng đẹp không? Ui giời ơi, nhìn kìa. Ui, cái đó đẹp à. Thấy thầy đó. Răng hoa mà tận đẹp đẽ. Thế này. Trời ơi. Đẹp đấy. Như gió đồng tiền. Nhà lá đồng tiền. Cái này số con thì cũng số 1 rồi. Cái gì số 1, ai số 2 hết. Đúng kiểu không? Có tiền sống không? Ừ. Một con củ máy củ á. Cầm không? Cầm. Đừng có run. Đừng có run. Vô được cầm. Về nhà trồng thôi. Bất cả lá. Lấy gì phải mua chứ. Nó cái hò rồng rồi mê mua. Ôi. Thì chết vô. Đã. Đẹp quá thì đẹp dè. Đẹp quyên này. Kì này. Kì. Này. Cái kì đang thương này. Bên đây này. Này vườn. Ông đặt ra hả? Wow. Đức ơi. Đức. Bỏ thông. Đức. Ô, lần đầu tiên á, lần đầu tiên. Năm cây trắng, bốn năm, năm cây trắng. Như này, có cái gì trái tim luôn rồi. Hôm nay có mấy anh em bộ đội lên thăm vườn lan. Đây á. Ừ. Cái kia là mai mốt nó mọc kia ra mấy này. Ừ. Cắt cái cây cạnh ngọn nó này này. Khi người ta cắt thì người ta về viên nó dài không chết tim quá đẹp này mấy cây khủng à đứt rồi đây là mấy cây khủng không ạ còn có nhạc đột biến nữa cơ còn có đây có cây bí ở đây này nữa này vâng mấy chú theo đây là đột nhạc đột biến này cái lá đó cái ừ chắc mắc tiền lắm cái lá bình thường nó không có xẹp à không không cấp hơn cái này là cây nhàn lá sọc đột biến này mà bằng con luôn nhàn đột biến của nhà vườn quá đã tiền không đây có các chú bộ đội tới vườn lan Thanh Thủy xẻ ra sao ăn từ máy chưa bật được tại vì nó nóng quá dùng nước đi đây là cây cây phi điệp năm canh trắng phú thọ năm canh trắng nước mà nhấn đi thôi thằng lái miêu mà đứng cùng với nhau người ta kích trước mà lúc mà lan còn giá trị thì đang còn mới đầu thì một sen của nó 2 triệu. Lúc trước á, giờ một ki đó có tùy theo ki 150 đến 200 một ki. Cái loại đó. Ki là một cái này này. Đó, một cái thân. Đó. Một cái thân này thì 150, 200 tùy theo ki. Đồng chí nào sau này về chơi thì liên hệ nhà vườn. Đây. Những cái kia năm canh trắng hoa đây là những cái hoa đột biến. Ngày xưa khi lan đột biến là còn có giá trị thì một sen của nó, một sen thôi là 2 triệu một sen. Bây giờ lan rất giá rồi thì nhà vườn chỉ một kia thế này 150 đến 200 một kia thế này. Mua lấy một kỳ thôi. Một thứ một kỳ. Đây là cây đột biến. Người ta đi khô lá này để cái kỳ. Hoa. Hoa ra tại vườn kỳ trên thân. Một cấp bằng viên này. Hai là cấp.
Đây giờ hạt đột biến. Đây mời các đồng chí, mời các chú bộ đội lên xem dàn kiếm của nhà vườn. Đây là lan kiếm. Các đồng chí các chú đi coi vướng lá lan của nhà vườn nhá. Đây là những cây kiếm đột biến. Đây là cái cây lá đột biến. Đây là cùng một cây đột biến của nhà vườn. Cây này là cây kiếm song tôn. Những cái lá như song tôn. Đây các chú xem. Đây là cũng là một cây đột biến thân thụ. Đây nó có xếp thêm hai bên ha. Wow. Có cây nào đột biến không? Dạ. Dạ châu kìa. Dạ châu. Đây đâu. Đâu rồi nữa. Cái mũi mình đâu ta? Đây là những cái chậu này cũng là một chậu đột biến. Đột biến chỗ nào nhỉ? Cứ xem hoa nó màu vàng. Thường thì hoa nó sẽ hoa lô hồi tiên vụ. Khi đột biến thì nó sẽ màu vàng. Đại vỏ. Quá đã. Quá tuyệt vời. Còn đây là dàn trâu của nhà vườn. Đây là những cái trâu nhà vườn thuần mấy năm rồi. Khủng nhỉ. Cái này còn vàng khủng không? Không được giá hay là vì chắc thì số này mình tất cả thì tất cả. Tất cả các yếu tố. Ở đây có bổng nhỉ. Chuẩn bị. Còn 1-1 không ạ? À? Những cái rễ. Quá to. Đây đứt. Ồ, ngon từng cái. Đi. Đây chậu này là siêu to. Bạch tăng được lắm. Siêu to siêu cũng đồ. Đây là chậu của bạch tăng được. Quá khủng. Nhưng mà sắp gầy. Bằng ngón tay. Cái này sao không bán anh Huy? Bằng ngón tay. Như vậy video đến đây là hết. Mọi người yêu quý kênh thì hãy đăng ký cho kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những video kênh đăng lên sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Một con.